chào quý khán giả đến với phần 41 chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Phan sẽ giới thiệu đến quý vị diễn biến cuộc chiến tranh Việt Chim Oai Hùng dưới sự lãnh đạo của vua Lê Thánh Tông. Kính thưa quý khán giả, sau khi Trà Toàn hay còn gọi là Paul Cuba lên nắm giữ ngôi vua nước Chim Thành hay còn gọi là Vương quốc Chăm Ba, Trà Toàn đã bỏ tiến cống nhà Lê, thường xuyên lấn chiếm biên giới phía Nam Đại Việt. Trà Toàn còn được sử sách Việt Nam mô tả là hung hãn, hoang dâm và bạo ngược. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào tháng 8 âm lịch năm 1470, Trà Toàn sai sứ thần sang cầu viện với nhà Minh, thân hành đem hơn 10 vạn quân thủy, quân bộ cùng voi, ngựa đến đánh úp Hóa Châu. Viên tướng giữ Hóa Châu là Phạm Văn Hiển đánh nhau với quân Chim, không địch nổi, phải đóng cửa thành chống giữ, cho người phi ngựa đem văn thư cáo cấp về kinh đô. Trước khi đem đại quân đi đánh Chiêm Thành, vua Lê Thánh Tông đã chuẩn bị rất kỹ về đối nội, đối ngoại, về lực lượng, về tinh thần quân dân Đại Việt. Vào tháng 10 âm lịch năm 1470, vua Lê Thánh Tông tuyên bố quân Chiêm Thành tìm cách đánh úp biên giới, mòi trộm chân châu và việc địa phương bị lấn cướp. Sau đó, vua trưng thu lương thực ở Phủ Thiên Trường, sắc dụ thừa tuyên sứ Phủ Tuyên Trường rằng dẹp loạn thì trước hết phải dùng võ, quân mạnh vốn ở lương ăn. Lần tới nơi, bọn ngươi phải trưng thu các hạng quân sắc, lại viên, sinh đồ, mỗi người 15 ống gạo, hạng hoàng đình và mỗi người già, mỗi người 12 ống. Bắt người bị trưng thu phải đồ lên thành gạo chính, không được để chậm ngoài giờ, đem nộp lên sứ ti. Quan hạt đó đừng làm nhà kho, kiểm nghiệm thu rồi vào làm bản tâu lên, kẻ nào trốn chạy thì xử tội chém đầu. Đến tháng 11, vua hiệu định 52 điều lệnh về việc hành binh. Vào ngày 6 tháng 11, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu, thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Trước khi xuất quân, để tăng thêm tinh thần cho binh lính, ông cho soạn tờ chiếu kể tội Trà Toàn vào những việc làm sai trái của quân Chim, đọc trước 26 vạn quân. Cũng trong ngày 6 tháng 11, vua Lê Thánh Tông hạ chiếu ban 24 điều quân lệnh cho các doanh, các vệ, ra lệnh cho Thái sư Đinh Liệt và Thái bảo Lê Niệm làm chinh lỗ tướng quân, thống lĩnh quân thủy trong các vệ thuộc ba phủ Đông, Nam và Bắc, 10 vạn quân xuất phát đi trước. Đến ngày 16, vua thân hành dẫn 15 vạn thủy quân tiến tiếp sau. Vua hạ lệnh tả đô đốc Lê Huy Cát, hữu đô đốc Lê Cảnh Huy ở lại kinh thành giữ nước. Vào ngày 18 tháng 12 âm lịch, quân Đại Việt tiến vào đến đất Chiêm Thành. Sau đó vào mùa xuân, ngày 2 tháng Giêng năm 1471, vua cho là khi đại quân sắp vào đánh giặc, quân lính càng cần phải luyện tập. Do đó, xuống chiếu cho quân Thuận Hóa ra biển tập thủy chuyến. Vua Lê Thánh Tông còn cho người vẽ lại bản đồ nước Chiêm. Ngày 6 tháng Giêng âm lịch, viên chỉ huy Can Viễn bắt sống Bồng Nga Sa là viên quan lại giữ cứ quan Cụ Đê, nước Chiêm, đem nộp. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào ngày 5 tháng 2 năm 1471, Trà Toàn sai em đem 6 viên tướng và 50.000 quân kéo lẻn đến sát doanh trại quân Đại Việt. Tiếp đến, vào ngày 6, Lê Thánh Tông bí mật sai tướng quân Lê Hy Cát, Hoàng Nhân Thiêm và Lê Thế, Trịnh Văn Sái đem hơn 500 chiếc thuyền và 3 vạn quân vượt biển lẻn vào cửa biển Sa Kỳ, lập dinh lũy, đặt đồn hải để chặn đường về của quân Chiêm. Nhà vua còn bí mật sai viên tướng giữ quân bộ là Nguyễn Đức Trung đem quân đi lẻn vào chân núi mai phục. Vua Lê Thánh Tông thân hành đem hơn 1.000 chiếc thuyền và hàng chục vạn quân ra hai cửa biển Tân Áp và Cự Tọa, dựng cờ Thiên Tử, vừa đánh trống vừa reo tiến thẳng về đằng trước mặt. Quân Chiêm thấy thế quân Đại Việt lớn, lại trông thấy ngự doanh thì tan vỡ, dây xéo lẫn nhau bỏ chạy về thành Cha Bàng. Khi đến núi Mạc Nô, quân Chiêm gặp toán quân của Hy Cát đã đón sẵn ở đó. Quân Chiêm cuống cuồng sợ hãi, chạy rẽ ngang, trèo qua chân núi cao, xác người, ngựa và đồ quân tư bỏ lại đầy núi đầy đường. Lê Niệm và Ngô Hồng tung quân ra đánh, chém được một đại tướng và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Vua Lê Thánh Tông đến cửa biển Thái Cân, tung quân ra đánh mạnh, chém được hơn 300 thủ cấp và bắt sống được hơn 60 người. Trà Toàn sợ hãi, bèn dân biểu xin hàng. Vào ngày 28-29 tháng 2, vua tiến vây thành Cha Bang, bao vây nhiều lớp. Trà Toàn trong tình thế cùng quẫn, hàng ngày đệ nộp tờ cam kết đầu hàng. Vua Lê Thánh Tông triệu Lê Viết Trung đến nói, giặc đã tan rã, chỉ chiến đấu. Kỳ hạn đánh thành đã tới, Trà Toàn nay ở trong thành này, chỉ một trận là ta có thể nhổ được. Ta định phát pháo hiệu, nhưng sợ chúng biết, chi bằng mật ước các doanh cùng một lúc tiến đánh. Ngày 1 tháng 3 năm 1471, vua Lê Thánh Tông bí mật hẹn cho các doanh phải tức tốc trèo thành mà vào. Một lúc sau, vua Lê Thánh Tông đứng xa trông thấy toán quân đi trước đã trèo lên được chỗ tường thấp bên mặt thành. Bèn bắn luôn 3 tiếng pháo để tiếp ứng.
lại hạ lệnh cho vệ quân Thần Võ phá cửa đông thành tiến vào. Kinh đô Cha Bàng của Chiêm Thành thất thủ. Quân Đại Việt bắt được hơn 30.000 người và 40.000 lính Chiêm Thành đã tự trận. Quân Thuận Hóa bắt sống Trà Toàn, dẫn đến trước vua Lê Thánh Tông, nhà vua tha cho Trà Toàn được sống. Bây giờ có tướng Chiêm là Bô Trì Trì chạy về đất Phan Lung, cử sứ sang cống và xin xưng thần với Đại Việt. Theo Việt Nam Sử Lược, vua Lê Thánh Tông có ý muốn làm cho Chiêm Thành yếu đi, mới chia đất Chiêm làm ba nước, phong ba vua. Một nước gọi là Chiêm Thành, một nước gọi là Hóa Anh và một nước nữa là Nam Phan. Sau khi Trà Toàn bị bắt, em là Trà Toại trốn vào núi, sai người sang cầu cứu nhà Minh vào xin phong vương. Được tin, vua Lê Thánh Tông sai Lê Niệm đem 3 vạn quân vào đánh, Trà Toại bị bắt giải về kinh. Về sau, vua nhà Minh sai sứ sang bảo Lê Thánh Tông phải trả đất cho Chiêm Thành, nhưng Lê Thánh Tông nhất quyết không chịu. Sau chiến thắng, vua Lê Thánh Tông thực hiện chính sách mới, bình định và việt hóa dân chúng người Chiêm Thành và xác nhập lãnh thổ miền Bắc Chiêm Thành từ đèo Hải Vân tới Bắc Phú Yên ngày nay vào Đại Việt. Quý vị vừa theo dõi cuộc chiến Việt Chiêm dưới thời vua Lê Thánh Tông. Trong chương trình tiếp theo, Phan sẽ gửi đến quý vị những cuộc chiến mở rộng bờ cõi của nước ta. Mong quý vị cùng góp ý với chương trình để có thêm nhiều tư liệu lịch sử chính xác về dân tộc mình. Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@rfa.org. Phương Anh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.